Ở một góc phố gần chợ, sự đông đúc và nhộn nhịp diễn ra từ sớm. Giữa những hàng khô, hàng rau, lọt thỏm bà hàng bán miến cua. Khách hàng đến sớm thì đã có chị nhân viên làm, thao tác nhanh và thuần thục. Kế bên hàng miến cua là hàng nước, bao năm nay vẫn vậy. Trong lịch trình hàng ngày của rất nhiều người trên khu phố cổ, thường xuyên có bữa sáng. Và bữa sáng ấy là món miến cua của bà Lan. Hai ớt à con ơi? Vâng, hai ớt. Đây, đây. Tôi bắt đầu tôi ra bán hàng từ năm 81, nhưng tôi cứ thấy gia đình tôi nấu như thế nào thì tôi cứ theo như thế tôi nấu. Thế ra đây bán hàng thì mọi người ăn, người ta cảm thấy là ăn được và ngon. Thế là tự dưng tôi cứ thế là khách đến mới ăn với tôi thôi. Chứ còn ngoài ra thì mình cứ theo cứ phong tục ngày trước các cụ làm như thế nào mình theo như thế. Và chiếc ghế nhựa tuyệt nhiên không có bàn. Những khách hàng dùng bữa sáng của mình theo cách riêng, mỗi người tự bê một bát. Phố cổ đất chật người đông, những người bán hàng quà sáng như bà Lan chỉ tranh thủ lúc nửa buổi sáng. Khách hàng vì thế cũng quen rồi. Nhiều người đến sau không có ghế, phải đứng. Bà Lan không phục vụ kịp thì họ kiên nhẫn đợi. Cứ đến ngồi đợi thôi, gọi xong ngồi đợi, ăn nó lại lại là ngon này, vừa hợp với khẩu vị của mình. Hà Nội nó có cái gì đó mà ăn nó rất là thân quen, rất là dễ ăn. Và cái giá cả rất là hợp lý, nó không phải như ở các cái tỉnh thành phố khác. Ví dụ tôi ở thành phố Hồ Chí Minh ạ, một cái bát phở có thể lên tới mấy trăm nghìn một bát phở, nhưng Hà Nội thì nó lại chỉ đều chỉ 30-35 nghìn thôi, hoặc là như của chị Lan đây chỉ bán 20 nghìn thôi đấy, ăn rất là ngon mà hợp lý. Gắn bó cái bà này là từ hồi chị bán là bắt đầu đã ra ăn với chị rồi, vì bà xã tôi bà cũng quen biết chị, thế là cứ hay ra ăn đấy. Thì hôm nay thì ra mua một suất về cho bà. Thì bà đi bán hàng ở trên Hoài Nhai cơ. Thế nên là bây giờ phải đi mua cho bà một suất về bán. Miến này là phải có rau. Thì ấy không phải miến trộn như là bún kia mới là bún khô là bún trộn, nhưng đây là miến với bánh đa là phải có rau đấy, nó kết hợp như thế. Mới đầu thì mình trưng hành các thứ không thôi, nhưng bây giờ mình thấy là trưng là không ngon bằng mình phi. Thế nên bây giờ mình phi lên thì mọi người ăn thấy ngon, thì là mình thấy như thế là mình cứ thế mình làm thôi đấy. Cứ gì ngon là mình cảm thấy được là mình làm. Những món ăn hàng phố là sự sáng tạo đúc kết của những người phụ nữ phố cổ.
dù là dân dã nhưng lại là khẩu vị quen thuộc của biết bao người. Làm nốt cho bà Hòa với ông ngồi bên đeo kính thì ông mà làm như chim cò anh nhau. Mỗi buổi sáng, bà Lan phục vụ khoảng 70 đến 80 bát, tập trung từ 6 giờ 30 cho đến khoảng 8 giờ 30. Khách ngồi ăn tại chỗ, khách mua mang về và khách gọi phục vụ. Bà Lan chỉ ngồi một chỗ, luôn tay chần miến, chan miến. Việc bưng bê đã có người trợ giúp. Có một điều kỳ lạ là nhiều người bán hàng như bà Lan chỉ duy trì không gian nhỏ nhỏ như thế này, không có ý định mở rộng kinh doanh. Thôi mình nói thật, lúc mà còn trẻ thì con đi học bận bịu lắm, thế là tranh thủ bán tí sáng. Bây giờ có tuổi rồi thì bán chốc nhát tí là về nghỉ ngơi, chứ còn đâu có thời gian. Mình nói chung là thời gian không có. Bán hàng này thì mà bán mình mà trực tiếp mình làm thì rất lâu, mình không mua các thứ là mình phải làm lấy hết, thì nó mình bán một tí buổi sáng này về cái là đủ các việc luôn, nó cứ theo nguồn luôn. Chứ không phải là mình bán xong mình ra mua chỗ này chỗ kia mà nhà này coi như là làm hết. Bán người ta ăn thấy ngon, người ta đến với mình là thích rồi. Dù bận đấy mình chỉ bán ít thôi. Ví dụ người ta bán cả ngày được nhưng mình chỉ bán buổi sáng tí thôi. Thế là xong mình về. Dễ ăn mà, cái nước nó thanh, thế cho nên là ăn uống mà ăn nó cũng dễ ăn, chứ không tất nhiên là cái kiểu miến cua là nó sẽ hợp với người già là chính, nhưng mà như em ăn thì sẽ mua thêm topping là giò cho vào. Ngày nào cũng phải trải nghiệm, cứ ăn là phải, tất nhiên là cô bán nước thì ngày nào cũng phải uống và mua cà phê lên rồi. Còn nếu mà đã ăn miếng cua thì không thể là từ chối được cái sữa chua với cả sữa chua cà phê của cô bên cạnh. Ăn cũng để gọi là để cho nó như mình kiểu hiểu là lát xê. Đôi bên hỗ trợ nhau đấy, cũng là một cái đặc trưng của phố cổ đấy. Những chiếc ghế nhựa hiếm khi thấy trống. Khách đợi ăn miến hoặc ăn miến xong thì ngồi sang hàng nước. Hai bà hàng cứ vậy bao năm, cùng nhau bán hàng, cùng chia sẻ không gian cho nhau. Sáu rưỡi sáng là chúng tôi bắt đầu là có mặt ở đây rồi. 10 giờ sáng là chúng tôi cũng hết, là tôi đóng cửa để cho những người khác. Ví dụ đây là tiếp cận là hàng cơm, và đây là tiếp cận là hàng thịt. Nói chung là có sự tương hỗ lẫn nhau, tương hợp lẫn nhau. Là khách bên này ăn xong là kết hợp và uống, và khách bên này uống kết hợp và ăn. Vui vẻ, mà bán đến 10 giờ sáng là hết. Chỉ đến ngồi thế thôi. Cô ơi, cháu hai bát nhá, một bát miến nước với lại một bát bánh đa. Nhưng mà có ăn hành, ăn ớt gì không? Đầy đủ không ạ? Ừ. Chỉ sau 2-3 tiếng đầu giờ sáng, hàng miến cua, hàng nước chuẩn bị dọn hàng. Bà Lan hay bà Loan sẽ về nghỉ ngơi, chuẩn bị hàng cho buổi sớm mai. Còn chỗ ngồi này sẽ dành cho các hàng kế tiếp.
Ở phố cổ, người ta vẫn luôn phiên kinh doanh như vậy. Những thước đất mặt tiền lúc nào cũng tấp nập bán mua. Tôi thích lắm, nó vui lắm, mà nói chung là nó khỏe khoắn người lên, và nói chung là mình ở cái phố chợ này nó vui, mà nó làm cho cái minh mẫn lên, nhanh nhẹn lên, nó hoạt bát lên rất nhiều. Nói thì hai chị em đây là tình cảm lắm, có hôm nào mà đông khách thì khách cứ ra bên này ngồi, thế là hôm nào mà khách ăn thì cứ nước gọi bên này, coi nơi vô tư mà. Nói chung là chị em ở đây không bao giờ là nghĩ là mà bảo úi rồi chỗ này chỗ khác, vui vẻ lắm, tình cảm lắm. Nên là cứ hôm nào một nhà một hàng nghỉ cái buồn. Chứ phải hàng nọ có hàng kia thì nó vui.